Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 7 tháng 4 năm 2023. Trước khi đến với những thông tin chi tiết xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Việt Nam hơn Thái Lan 19 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Thưa quý vị, kể từ ngày bảng xếp hạng FIFA gần đây cập nhật vào ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến vị trí mới nhất vào ngày 6 tháng 4 năm 2023, dù không thi đấu một trận đấu nào cho tháng 3 năm 2023, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thăng tiến trong bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chuzier đã tăng một bậc cho bảng xếp hạng thế giới lên vị trí thứ 95. Nguyên nhân là bởi đội bóng xếp trên là Kyrgyzstan đã gây thất vọng. Họ bị trừ điểm sau khi hòa Myanmar, thua Ấn Độ trong trận giao hữu vừa qua. Nếu tính riêng ở châu Á, đội tuyển Việt Nam xếp hạng thứ 16, điều đó khiến chúng ta nằm ở nhóm hạt giống số 3 ở Asian Cup 2023. Trong khi đó ở khu vực Đông Nam Á thì chúng ta vẫn độc chiếm ở vị trí số 1. Còn đội tuyển Thái Lan sau hai trận thua trước Syria và UAE đã tụt bậc xuống vị trí thứ 114 thế giới, kém đội tuyển chúng ta tới 19 bậc. Đáng chú ý, Malaysia đã có cú nhảy vọt từ thứ 145 lên 138 thế giới sau hai chiến thắng trước Hồng Kông và Turkmenistan. Bầy Hổ cũng là đội bóng thăng hạng nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Indonesia cũng tăng một bậc lên xếp hạng 150 thế giới sau một thắng và một hòa trước cao thủ Burundi. Ở khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn đứng đầu và hạng 20 thế giới, tiếp theo là Iran thứ 24 thế giới, Hàn Quốc thứ 27 thế giới, Australia thứ 29 thế giới và Saudi Arabia thứ 54 thế giới. Top đầu thế giới chứng kiến sự thay đổi rất mạnh mẽ. Đội tuyển Argentina đã chiếm ngôi đầu từ Brazil sau khi giành chiến thắng trước Panama và Curaçao. Trong khi đó, Brazil phải trả giá đắt sau trận thua trước Maroc khi tụt vị trí dẫn đầu xuống vị trí thứ 3. Pháp đã leo lên vị trí thứ 2 thế giới. Sau U23 Việt Nam tỏa sáng, Hoàng Gia Lai nhấn chìm Viettel ngay tại hàng đẩy. Trước Hoàng Gia Lai toàn hòa cả 4 trận đầu tiên, chủ nhà Viettel đương nhiên được đánh giá cao hơn. Đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh thậm chí đã dâng cao đội hình cho tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra không ít những cơ hội nguy hiểm về phía hướng thành của Hoàng Gia Lai. Tuy nhiên, dù chưa áp đảo, nhưng Viettel và đội bị thủng lưới trước. Phút thứ 12, cả hàng phòng ngự của đội chủ nhà đứng chôn chân nhìn Trương Ngọc Quang thoát xuống đối mặt với thủ môn dù dứt điểm mở tỷ số. Viettel đã lầm tưởng rằng tiền vệ đối phương giờ tư thế việt vị. Lợi thế của đội bóng phố núi đã kéo dài được 9 phút khi mà Minh Vương để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút phạt của Viettel. Trên chấm 11m, đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng đã dứt điểm chính xác cân bằng tỷ số 1 đều và đây cũng là kết quả của hai đội trước khi bước vào giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp 2, Minh Vương đã lập công chuộc tội với siêu phẩm đá phạt ở phút thứ 50, đưa Hoàng Gia Lai vượt lên dẫn trước. Hai đội sau đó chưa ăn miếng trả miếng. Viettel vẫn là đội chơi nhìn hơn đôi chút nhưng lại không thể có được bàn thắng. Để rồi sau đó, Quốc Việt đã được tung vào sân và trừng phạt sai lầm của thủ môn Văn Phong để nâng tỷ số lên 3-1 cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Đây cũng là thắng đầu tiên ở V-League của chân sút U23 Việt Nam. Những phút cuối, Hoàng Gia Lai còn có thêm một thắng nữa nhờ công của Paulo Oliveira để nhấn mạnh thắng lợi chung cuộc ấn tượng với tỷ số 4-1 trước chủ nhà Viettel ngay tại hàng đấy. Thắng lợi này đã giúp cho Hoàng Gia Lai cắt đứt chuỗi 4 trận chỉ biết hòa của mình. Đây cũng là trận đấu mà nhiều ngôi sao của U23 Việt Nam đã ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Philippe Chuzier như Khuất Văn Khang, Đức Việt, Phan Tuấn Tài và đặc biệt là tiền đạo Quốc Việt với một bàn thắng. Huấn luyện viên Viettel thua Hoàng Gia Lai chỉ là tai nạn. Tôi thì không sốc. Ngày hôm nay hai đội đều chơi hay, Viettel đã không tồi, cũng tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Hoàng Gia Lai đã chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tốt hơn. Theo huấn luyện viên của câu lạc bộ Viettel, bước ngoặt của trận đấu là tình huống mà Minh Vương nâng tỷ số lên 2-1 cho Hoàng Gia Lai. Sau khi để bóng chạm tay trong vòng cấm ở hiệp 1, khiến cho đội khách chịu phạt đền và bị gỡ hòa, Minh Vương đã đoái công chuộc tội bằng một cú đá phạt rất đẹp mắt và đẳng cấp. Tiền vệ này cứa lòng đưa bóng cuộn sát mép lưới, khiến thủ môn Văn Phong không thể cản phá dù đã bay người hết cỡ ở phút thứ 50. Sau bàn thắng của Trần Minh Vương, người chúng tôi phải đẩy cao đội hình tấn công, dẫn tới để hở nhiều khoảng trống sau lưng. Hoàng Gia Lai có hai ngoại binh rất khỏe, nhanh nên các hậu vệ nội của chúng tôi thất thế khi đùa với họ. Đây dù sao cũng chỉ là một tai nạn, chúng tôi sẽ nhanh chóng quên đi để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đây là trận thua đầu tiên của câu lạc bộ Viettel tại V-League 2023. Đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh rơi xuống vị trí thứ 6 với 6 điểm. Trận tiếp theo họ sẽ làm khách của đội đang đứng cuối bảng Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 4. Huấn luyện viên Ketisak gửi thông điệp đến huấn luyện viên Chuzier sau trận đại thắng của Hoàng Gia Lai. Chia sẻ sau trận đấu này, huấn luyện viên Ketisak cho biết ông ưu tiên thay các cầu thủ trẻ vào sân thi đấu là để giúp huấn luyện viên Chuzier có thêm những thăm dò cho việc lựa chọn nhân sự chất lượng ở đội tuyển U23 Việt Nam. Trong buổi gặp gỡ huấn luyện viên Chuzier, tôi cũng bắt tay chào hỏi, chúc mừng ông ấy trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông ấy đã hỏi tôi có bao nhiêu cầu thủ trẻ có thể chơi ở cấp độ đội tuyển quốc gia hay U23. Tôi quyết định mời ông Chuzier đến xem để đánh giá vì có những cầu thủ trẻ được đá ngay từ đầu, nhưng cũng có những cầu thủ chỉ nằm trong danh sách dự bị. Sau khi Hoàng Gia Lai có một thế trận tốt, tôi thay cầu thủ trẻ vào sân để thể hiện. Tôi nghĩ đây là cách để giúp huấn luyện viên Chuzier có thêm lựa chọn. Đáng nói ở trận đấu này, huấn luyện viên Ketisak cũng đã trao cơ hội cho ông vua giải trẻ Nguyễn Quốc Việt khi tung cầu thủ này vào sân trong hiệp 2. Không bỏ lỡ cơ hội để tỏa sáng, tiền đạo sinh năm 2K3 đã ghi dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Hoàng Gia Lai ngay sau đó. Đánh giá về màn trình diễn của Quốc Việt, thuyền trưởng câu lạc bộ Hoàng Gia Lai nhận xét:
Quốc Việt là cầu thủ nhanh nhẹn, có kỹ thuật tốt, có đủ khả năng chơi ở các cơ độ U10, U13 và thậm chí đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tôi sẽ huấn luyện để Quốc Việt có thể ghi nhiều bàn cho đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay thứ 6, mùng 7 tháng 4 năm 2023, tiếp tục sẽ là các trận đấu của Nam Định đối đầu với Khánh Hòa lúc 18 giờ. Cùng khung giờ đó thì SoFC Nghệ An sẽ có cuộc trọng tài rất đáng chú ý với Bình Dương. Chúng tôi xin được tiếp tục bản tin với những tin tức đáng chú ý khác. U22 Indonesia có thể bị FIFA cấm đá SEA Games. Theo kết quả bốc thăm mùng đó đã làm, U22 Indonesia đã có phần nào may mắn khi tránh được cả Việt Nam và Thái Lan. Đội tuyển này nằm ở bảng A với chủ nhà Campuchia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Tuy nhiên, U22 Indonesia hiện tại vẫn đang rất lo lắng về án phạt treo lơ lửng của FIFA. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá đất nước này, ông Eric, hiện tại vẫn đang ái ngại về án phạt của FIFA. Tuy nhiên, hy vọng rằng U22 Indonesia có thể góp mặt ở SEA Games 32. PSSI vẫn đang thường xuyên duy trì liên lạc với FIFA. Chúng tôi mong rằng mình vẫn có thể thi đấu ở SEA Games để hoàn tất mục tiêu giành huy chương vàng. Đến với SEA Games 32, đối thủ nào của U22 Indonesia cũng đều khó khăn cả. Toàn đội sẽ phải cùng nhau chiến đấu hết mình thì mới có thể hy vọng hoàn tất sứ mệnh giành tấm huy chương vàng của bóng đá nam. Đối thủ là ai ư? Thì chúng tôi vẫn phải tập trung, vẫn phải tỉnh táo và không được chủ quan. Sau khi bị Liên đoàn bóng đá thế giới tước quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2023 dành cho U20 vì những vấn đề liên quan đến chính trị, liên quan tới Israel, Indonesia đang có nguy cơ phải nhận thêm những án phạt khác. Tuy nhiên, khi chỉ còn gần một tháng nữa SEA Games 32 sẽ khởi tranh, khả năng cao U22 Indonesia sẽ không phải nhận án phạt từ FIFA. Bị tước quyền đăng cai có đồng nghĩa với việc U20 Indonesia không còn cơ hội tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023. Tuy nhiên, một số cầu thủ xuất sắc của đội tuyển U20 sẽ được đôn lên U22 Indonesia để tập luyện và thi đấu chuẩn bị cho SEA Games 32. Ở SEA Games 31, Indo từng thua Việt Nam tại vòng bảng và sau đó chỉ có được tấm huy chương đồng. Ngoài U22 Indonesia, đã có nhiều thông tin cho rằng đội tuyển nữ Indonesia cũng sẽ rút lui tại môn bóng đá nữ của SEA Games 32. Nếu điều này trở thành sự thật, bảng A của đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn 3 đối thủ, đó là Philippines, Myanmar và Malaysia. Điều này giúp chúng ta cũng bớt đi một trận đấu ở vòng bảng. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Một câu hỏi là thầy, ông sẽ cảm thấy tức là ông có như thế nào nếu như có một lời mời của huấn luyện viên Chu Jie mời ông về phòng ban huấn luyện của ông Chu Jie mà gần nhất là ở SEA Games sắp tới đây. Ông cảm thấy Thank you.